chiều 1 tháng 6, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông năm 2022 cho 60 đại biểu là lực lượng tuyên truyền viên, cá nhân tiêu biểu trong tôn giáo và người dân trên địa bàn thị trấn An Phú. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, báo cáo nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 với chủ đề: Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó, Thượng tá nhấn mạnh các hành vi vi phạm quy định để người tham gia giao thông nhận biết như: quy định về tốc độ, nồng độ cồn, đi không đúng làng đường lề đường, chở quá số người quy định, xe thô sơ chở vật liệu xây dựng, các phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, an toàn giao thông. Qua buổi tuyên truyền, người dân nâng cao ý thức của bản thân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hướng tới xây dựng một xã hội giao thông trật tự, kỹ cương và an toàn với tinh thần vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông, đặc biệt là không để lây nhiễm bùng phát dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải. Ngoài ra tại hội nghị, bà Trần Thị Đông Xuân, trưởng ban tuyên giáo phong trào Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thông tin một số nội dung người dân cần quan tâm như cách nhận diện những biểu hiện và hình thức của tín dụng đen, khuyến khích người dân chủ động đăng ký cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm vaccine đúng theo thời gian quy định, tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2022 ở địa phương.